Người ta đồn rằng có người đã dùng dao chặt đứt được nòng súng máy. Lời đồn này bạn có tin không? Vì nhiệt độ nòng súng sẽ lên đến hàng nghìn độ khi đạn được bắn liên tục, và nòng súng sẽ chuyển sang màu đỏ hoặc trắng nóng, thế nên có khả năng sẽ chặt được nòng súng. Nhưng thực tế có như vậy không? Sau đây nhóm chương trình sẽ làm một thử nghiệm. Trong thí nghiệm họ sẽ sử dụng một chiếc máy để xoay lưỡi dao. Vì không dễ gì có thể chặt đứt nòng súng được, do đó Ray đã điều chỉnh máy ở mức tối đa. Lực này gấp đôi với lực của con người. Trong thí nghiệm để nòng súng đạt nhiệt độ bằng khi bắn súng, họ dùng lò đốt để làm nóng nòng súng. Khi nhiệt độ nòng súng lên đến 600 độ F, Tore cố định nòng súng vào khung sắt và kiếm samurai liệu có thể chặt đứt được nòng súng không. Tuy nhiên, thí nghiệm này cho thấy điều ngược lại, trên nòng súng chỉ xuất hiện một vết cắt nhỏ, còn thanh kiếm samurai đã gãy làm đôi. Để cho nòng súng dễ được chặt đứt hơn, Tore lại ngưng nóng nòng súng lên 1600 độ F. Lúc này nòng súng đã chuyển sang trạng thái nóng đỏ, nhưng lần này thanh kiếm samurai vẫn không cắt đứt được nó. Hơn nữa nòng súng chỉ để lại một vết cắt, lẽ nào lời đồn dùng dao chặt đứt nòng súng chỉ đến đây thôi? Lúc này Gray nảy ra một ý tưởng khác, anh cho rằng nòng súng có thể đã được làm mát trong nước, từ đó khiến kim loại trở nên yếu hơn, cho nên mới có người dùng dao chặt đứt được nòng súng. Để kiểm chứng ý tưởng của Gray, Tore làm nóng nòng súng lại một lần nữa, sau đó ngâm nó vào nước để nguội và lặp lại phương pháp này 5 lần. Nòng súng liệu có thể chịu được lưỡi dao không? Lần này kết quả thử nghiệm vô cùng bất ngờ, nòng súng trực tiếp gãy thành 4 khúc, nhưng thông qua quan sát vết nứt ở nòng súng, phát hiện nòng súng không phải bị dao chặt đứt, mà là do va chạm dẫn đến nòng súng bị vỡ. Hơn nữa khi súng được sử dụng bình thường, ngoài ra nòng súng cũng được trang bị một lớp vỏ. Bạn không thể chặt đứt nòng súng bằng một con dao, cho dù đổi thành nòng súng tiểu liên nhỏ hơn này, thanh kiếm samurai cũng chỉ khiến nó bị cong. Đón Tết hổ vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.